Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi phần bình luận thời sự với bình luận gia Đại Dương. Kính thưa quý vị, Hồi giáo quá khích đã mở cuộc tấn công vào các đồn cảnh sát của Ai Cập tại bán đảo Sinai, làm chết 16 người, rồi tiến về phía biên giới Israel và đã bị tiêu diệt vào hôm Chủ nhật, tức là vào ngày 5 tháng 8 vừa qua. Thì khi đó, ông thống chế Bộ trưởng Quốc phòng của Ai Cập đã cảnh cáo rằng các ông đã đến cái mức đỏ rồi, giới hạn đèn đỏ rồi, đừng có tiếp tục nữa. Nhưng mà ngay tối hôm 7 tháng 8, các cái dân quân quá khích Hồi giáo đã mở cuộc tấn công vào một số vị trí, ngay như tại cái đồn kiểm soát ở biên giới giữa Ai Cập, Israel và Gaza, gọi là cửa khẩu Rafah, hay là chúng ta hay nói là cửa quan Rafah. Thưa như vậy, tức là buộc quân đội phải hành động, và họ đã cho phi cơ oanh kích vào các điểm ở chỉ cách cái biên giới của Gaza 6 km và lại mở một cuộc tấn đột kích vào làng Tuma, giết 20 tên khủng bố và phá hủy 3 xe tăng bọc thép của quân khủng bố. Rồi họ lại bít cái đường hầm giao thông giữa Gaza và Ai Cập. Chúng ta biết rằng khi dải Gaza bị Israel bao vây thì người ta thì dân ở tại Gaza đã đào cái đường hầm bí mật để thông qua bên Ai Cập mà mua các thực phẩm và mua thực phẩm. Nhưng mà họ lại dùng con đường đó để đưa các cái chiến binh của Hồi giáo đi sang đảo Sinai và bắt đầu làm loạn ở trên đảo Sinai. Do đó cho nên quân đội Ai Cập phải bít cái đường hầm đó. Như vậy thì vấn đề này chúng ta biết rằng nó thuộc về quyền lực của hai bên, là của Hội đồng Quân lực Tối cao và của ông tân Tổng thống Morsi, Mohamed Morsi mới đắc cử đây. Tổng thống này thuộc về tổ chức Huynh đệ Hồi giáo và ông ta thì tuyên bố rằng mình sẽ giữ cái hiệp ước ký năm 1979 với lại Israel, hiệp ước hòa bình. Nhưng kỳ thực thì ngay như các nhà lãnh đạo của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, họ vẫn không đồng ý và họ vẫn luôn luôn tin rằng mình phải có bổn phận tiêu diệt Israel. Nhưng mà quân đội thì họ hiểu được rõ ràng vấn đề. Chúng ta được biết rằng Ai Cập đã từng lãnh đạo nhiều liên quân của các nước Hồi giáo trong vùng vịnh, trong khu vực Trung Đông để tấn công tiêu diệt Israel, nhưng họ luôn luôn thất bại. Và cuộc thất bại nặng nề nhất là năm 1967, làm cho Ai Cập mất đi cái bán đảo Sinai. Và để đòi lại thì Ai Cập đã ký một cái thỏa ước hòa bình năm 1979 với Israel. Cho nên cái tình cùng với Jordan cũng ký thỏa ước hòa bình với Israel, tạo nên cái tình trạng hòa bình thực sự kéo dài từ đó tới nay ở tại Trung Đông. Nhưng mà sau cái gọi là mùa xuân Ả Rập thì những cái thành phần mà cam kết bảo vệ cái quyết liệt cái hiệp ước đó, tức là Tổng thống Mubarak, đã bị hạ bệ và phe Hồi giáo lên cầm quyền hiện nay. Cho nên nó xảy ra cái tình trạng xung đột quyền lực giữa Hội đồng Quân lực Tối cao và giữa cái tổ chức Huynh đệ Hồi giáo. Như thế, tình hình ở tại bán đảo Sinai sẽ kiểm soát được hay không? Chắc chắn là được, bởi vì quân đội bây giờ họ còn rất nhiều quyền lực. Và cái phe Hồi giáo chỉ có còn trên tính chất chính trị mà thôi. Còn vấn đề an ninh hoàn toàn nằm trong tay họ. Và quân đội Ai Cập họ hiểu rất rõ rằng bất cứ cuộc chiến tranh nào với Israel họ cũng không có thể thắng được. Dù cho được vũ trang tận răng như là cái thời của ông Nasser. Cho nên họ sẽ cố duy trì đó. Và
với bất cứ giá nào, họ cũng không để cho phe Hồi giáo có thể làm rối loạn hay là phá cái tình trạng hòa bình giữa hai nước Israel và Ai Cập. Cho nên họ đã mở cuộc phản công ngày hôm nay tại ở bán đảo Sinai, và chắc chắn rằng họ sẽ quét sạch các cái nhóm dân quân Hồi giáo quá khích ra khỏi bán đảo Sinai để duy trì một cái nền hòa bình mà các dân tộc ở trong vùng Trung Đông đã được hưởng từ mấy chục năm nay. Cảm ơn quý vị đã đón xem.